thầm truyền cho mỗi đêm. Lòng em từ lúc nào trở nên yếu mềm, được anh lo lắng quan tâm, từng tình cảm của anh chân thật. Trong phút chốc trái tim tự dưng rung động, rồi nhiều khi anh lại hững hờ, lạnh nhạt để em ai ngóng chờ. Yêu nhưng anh không nói hay chỉ ra vờ. Yêu em là do em tự mình ảo tưởng về vị trí anh trong lòng anh, cũng do em cố chấp nên mới ngộ nhận. Lúc gần rồi lúc xa, tình yêu chúng ta bao ngày qua là thật hay do em tự tưởng tượng ra. Điều ta có là gì của nhau, ngàn câu hỏi vẫn vờ trong đầu. Là vì anh quá đỗi mập mờ. Trong đầu là vì anh quá đỗi mập mờ.